Nhật ký cắm trại tại Cây Thông Cô Đơn Đà Lạt chỉ với 500.000. Xin chào mọi người, thời điểm tháng 12 này có lẽ là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để đi Đà Lạt. Và một ngày rảnh rỗi hai đứa mình xách xe đi phượt Đà Lạt vì chỉ là ngẫu hứng nên những ý nghĩ điên rồ hiện ra và tụi mình quyết định cắm trại qua đêm ở Cây Thông Cô Đơn Đà Lạt. Thắng cảnh Cây Thông Cô Đơn được rất nhiều người quan tâm, trong đó có cả những đơn vị làm du lịch chuyên nghiệp lẫn những bạn trẻ thích đi phượt tự do. Gốc tích Cây Thông Cô Đơn. Theo anh Võ Trang, một người săn ảnh phong cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt, cách đây khoảng 4 năm, nhóm ảnh của anh từ 4 giờ sáng chạy xe máy băng rừng, lội suối, trèo lên những ngọn núi cao bên hồ Đan kia, suối vàng để chụp cảnh sương mù, hồ nước. Đã phát hiện và ghi lại được hình ảnh Cây Thông Cô Đơn bên một góc núi thoai thoải nhô ra mặt hồ Đan kia, suối vàng. Nhóm ảnh của anh Võ Trang post lên mạng và đặt tên Cây Thông Cô Đơn. Từ đó trong nhiều năm qua, Cây Thông Cô Đơn bên hồ Đan kia, suối vàng trở thành điểm đến thú vị của du khách mỗi khi đến xứ sở sương mù Đà Lạt. Có những nhóm bạn trẻ đến đây cắm trại đốt lửa qua đêm để tận hưởng không gian lãng mạn, mát lạnh trời cho. Nhiều năm qua, cũng có nhiều nhà nhiếp ảnh và người dân chụp hình ở đây cũng thường đặt và gọi tên là Cây Thông Cô Đơn. Mặc dù đường đi đến đây rất gian nan và vất vả, nhưng rất nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ vẫn tìm đến. Sau khi chinh phục con đường đèo dốc trơn trượt, hiện ra trước mặt khung cảnh lãng mạn Cây Thông Cô Đơn đứng sừng sững, đơn độc giữa một khung cảnh nên thơ. Một bên là hồ nước trong veo, còn một bên là ngọn núi Lăng Biang huyền thoại, bạt ngàn thông xanh. Từ đó, Cây Thông Cô Đơn bên hồ Đan kia suối vàng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của xứ sở sương mù, là nơi các cặp tình nhân thường check-in, tìm đến để sống ảo. Hướng dẫn đi Cây Thông Cô Đơn từ Đà Lạt. Cây Thông Cô Đơn là nơi bắt buộc phải check-in khi tới Đà Lạt. Không chỉ bởi Cây Thông Cô Đơn không có người yêu mà hành trình tới đây cực đỉnh luôn các bạn ạ. Tuy nhiên không được đi theo chị Google nếu không muốn nhận cái kết đắng nhìn Cây Thông từ đồi xa tít đối diện nhé. Cây Thông Cô Đơn nằm khá xa khu vực trung tâm Đà Lạt nên không phải ai cũng biết đường di chuyển tới, kể cả có chị Google huyền thoại của chúng ta. Sau đây mình xin chỉ đường di chuyển tới Cây Thông Cô Đơn nha. Để đi đến Cây Thông Cô Đơn sẽ có hai lựa chọn: đi đò hoặc đi xe máy qua Cây Thông. Nếu chọn đi đò, mức giá sẽ là 60.000 đồng trên một lượt. Còn nếu chọn đi xe máy thì hãy đi theo lối mòn, khoảng 15 phút nữa là tới đích rồi. Lưu ý khi đi xe máy, hãy đảm bảo giữ chắc tay lái, hạn chế đi vào các ngày mưa sình lầy và đừng bỏ cuộc trước các con dốc nhé. Trải nghiệm đường đi sẽ rất thú vị đó nghe. Hướng dẫn đi Cây Thông Cô Đơn bằng xe máy. Đầu tiên bạn di chuyển theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đi tiếp theo tỉnh lộ 723. Nếu bạn không biết đường lên Google Maps hỏi đường đi thung lũng vàng cho dễ đã. Các bạn chạy đến cầu Suối Vàng, đi qua cầu thêm 3,5 km nữa, sẽ thấy một con đường mòn bên phía tay phải, di chuyển vô đường mòn đó. Các bạn chạy theo đường mòn đó khoảng 1,5 km, không xa lắm đâu, chạy trong rừng thông ngắm cảnh tuyệt đẹp. Lưu ý không chọn những ngày mưa để đi vì đường trơn khó đi lắm. Không đi xe ga nên đi xe số vì đây toàn đường dốc, xe ga đi không nổi. Tuyến đường di chuyển vô Cây Thông rất khó khăn, nhưng đảm bảo khi tới đây rồi thì bạn sẽ không phải hối tiếc công sức mình bỏ ra đâu, tin mình đi. Từ ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi, khi vườn quốc gia Bidoup, núi Bà rào chắn các ngõ đến Cây Thông Cô Đơn, đồng thời lập chốt bán vé tham quan Cây Thông Cô Đơn đã gây lên làn sóng phản đối trên cộng đồng mạng. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có ý kiến, vườn quốc gia Bidoup, núi Bà tạm dừng bán vé từ ngày 16 tháng 2. Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Hương, giám đốc vườn quốc gia Bidoup, núi Bà cho rằng, từ thành công của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh mà khách du lịch đã về gành đá đĩa của tỉnh Phú Yên tăng đột biến và duy trì bền vững cho đến nay, nhận thấy đây là bài học tốt có thể áp dụng được ở vườn quốc gia Bidoup núi Bà. Bài học về ý tưởng biến những cái không thành có, đem lại lợi thế phát triển du lịch cho tỉnh. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng địa phương, đại diện vườn quốc gia Bidoup núi Bà nêu, một cơ hội nhỏ đã đến khi đạo diễn Việt Anh đề nghị cho phép quay phim ở vườn quốc gia. Sau khi nghiên cứu kịch bản, giám đốc vườn đề nghị lấy cảnh ở khu vực tiểu khu 112A để dựng phim, trong đó có Cây Thông Cô Đơn. Vườn đã tư vấn và hỗ trợ đoàn làm phim trong suốt thời gian quay bộ phim Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi. Bộ phim đã rất thành công về mặt dựng cảnh. Sau khi công chiếu tháng 7 năm 2017 thì nhiều du khách đã tìm đến khu vực này để tham quan. Việc tham quan tự phát đã gây tác động xấu đến cảnh quan môi trường khu vực này. Đường mòn dốc đứng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách. Cho nên vườn quốc gia Bidoup núi Bà mở đường đất khoảng 900 m, rào chắn các ngõ, bán vé vào cổng và tổ chức xe đưa du khách đến tham quan khu vực Cây Thông Cô Đơn. Dù giá vé và tham quan chỉ 40.000 đồng trên một người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em và được xe vận chuyển miễn phí đến gần cây thông cô đơn, nhưng nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ vẫn không đồng tình. Họ muốn tự do theo các lối mòn gập ghềnh, dốc đứng tìm đến cây thông cô đơn như cuộc chinh phục ngoạn mục và để lại dấu ấn trong đời. Nhật ký cắm trại tại cây thông cô đơn Đà Lạt. Tụi mình lên đến Đà Lạt thì tìm chỗ thuê lều, thì lều 2 người và tấm canh nhiệt tổng cộng là 150.000 trên một ngày. Trước khi đến cây thông cô đơn, mình có ghé Big C ở quảng trường Lâm Viên, mua thịt và các vật dụng để nướng và bánh snack, nước, khăn giấy. Lạc lối khi tìm đường đến cây thông cô đơn. Khoảng 14 giờ tụi mình bắt đầu xuất phát, mình đã tin vào Google Maps và bị dắt đi lạc. Sau một hồi hỏi người dân thì được chỉ đến bờ sông nhìn sang bên kia là cây thông cô đơn. Nhưng để qua được đó thì phải đi thuyền, giá là 100.000 đồng trên một người. Gửi xe lại bên bờ. Thấy giá 100.000 quá đắt nên tụi mình có thương lượng nhưng bất thành, ấm ức tìm đường đi vòng. Được người dân chỉ thì đi hướng về nhà máy thủy điện Ancross, đường đi ở đây khá dốc và nguy hiểm. Và đi 2 người lên đây thực sự khá nguy hiểm vì có những lúc người sau phải xuống xe đẩy người trước mới qua được, nhưng sức một người cũng hơi khó khăn. Trời bắt đầu càng tối do trên đường có thêm hướng rẽ khác nên tụi mình lại tiếp tục đi lạc. Mãi đến 18 giờ tụi mình mới tìm đường xuống được cây thông cô đơn. Nhật ký qua đêm tại cây thông cô đơn. Khi xuống được cây thông cô đơn thì tụi mình nhanh chóng dựng lều, loay hoay gần 1,5 tiếng mới dựng được xong. 20 giờ tụi mình bắt đầu đi lên rừng tìm củi để đốt lửa, cảm giác sợ lắm nhưng khá thú vị. 21 giờ tụi mình nhóm xong lửa và làm BBQ, ăn no nê thì vào lều nằm và quyết định ngủ sớm vì khá là sợ á mọi người. Nằm vậy thôi chứ không ai ngủ được vì cả cái núi chỉ có 2 đứa, sợ cướp và sợ người ấy nữa. Khoảng 23 giờ khuya, nghe tiếng ai đi dưới nước và mấy con gì trên rừng nó kêu. Và mấy con ngựa đi lòng vòng ăn cỏ, nghe vui tai lắm mọi người. Chưa bao giờ mình thấy đêm hôm nó lại giả đến thế, chỉ muốn trời mau sáng để đỡ sợ. 4 giờ 30 thì sương mù nó bao vây hết cái lều mình luôn, đẹp lắm. 5 giờ thì trời bắt đầu ló dần, 5 giờ 30 đến 6 giờ. Và một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra, lúc đó thấy những gì đã trải qua, để thấy được cảnh này thì quá xứng đáng. Review cây thông cô đơn Đà Lạt. Một chuyến đi của thanh xuân đầy trải nghiệm cũng không kém phần nguy hiểm, nhưng mình nghĩ ai trong đời cũng nên thử một lần. Mình nghĩ các bạn đi nhóm từ 4 người trở lên sẽ an toàn hơn, giúp đỡ nhau trong lúc đi dốc nếu muốn trải nghiệm đường núi và đỡ sợ khi ở lại qua đêm. Nếu đi theo nhóm thì sẽ vui hơn. Ở lại qua đêm nên mặc áo thật ấm, nhớ mang theo đèn pin và sạc dự phòng, nên xuất phát sớm và đến nơi trước giờ chiều để an toàn hơn. Chi phí chuyến đi cây thông cô đơn: lều 150.000 một ngày, BBQ và vật dụng 350.000, xăng từ Sài Gòn, Đà Lạt và Đà Lạt, Sài Gòn 300.000 đồng, ăn uống dọc đường đi Sài Gòn, Đà Lạt 200.000, tổng thiệt hại 1 triệu trên 2 người, tính ra mỗi người có 500.000. Ngoài ra tại Việt Nam thì còn có 9 cây thông cô đơn khác bên cạnh cây thông cô đơn Đà Lạt nữa. 1. Cây cô đơn ngã Ba Tỉnh, Lâm Đồng. Ngã Ba Tỉnh nằm cách trung tâm thành phố khá xa, khoảng 20 km, thuộc cung đường đến Ma Rừng Lữ Quán. Trên đường đi theo hướng đường Tùng Lâm đến Thung Lũng Vàng, tại ngã ba hướng rẽ xuống Suối Vàng, bạn sẽ thấy một biển báo ngã Ba Tỉnh. Không chỉ là địa điểm sống ảo không góc chết, ngã Ba Tỉnh còn tạo cho bạn cảm giác thư giãn nhờ không gian rộng, tầm nhìn được phủ bằng màu xanh bạt ngàn và lấp lánh của dòng suối thơ mộng. 2. Cây cô đơn Tuyệt Tình Cốc, Lâm Đồng. Dù đường đi đến Tuyệt Tình Cốc khó khăn, nơi đây vẫn giữ được sức hút với hội mê phượt nhờ vẻ đẹp độc đáo làn nước trong xanh cũng như những vách đá đứng, hệt như trong bộ phim Kiếm Hiệp. Ngoài chiếc thuyền, sàn gỗ trái tim, bên cạnh hồ nước xanh của Tuyệt Tình Cốc có một cây cô đơn cùng chiếc xích đu khá đặc biệt, tha hồ cho bạn thả dáng. Tuy nhiên, đầu tháng 12 vừa qua, nơi đây đã chính thức bị cấm check-in vì lý do an toàn cho du khách. 3. Cây táo mèo cô đơn, Tà Xua, Sơn La. Rất nhiều loại cây của sống lưng Tà Xua, bỗng nhiên cây táo mèo cô đơn nằm chơi vơi bên bờ vực lại tạo nên thương hiệu giữa núi rừng Tây Bắc và có sức hút với không ít du khách ghé thăm. Hình ảnh cây táo mèo trơ trọi nơi đỉnh trời, khung cảnh xung quanh bao la, xanh ngắt tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy nghệ thuật. Vậy nên chỉ cần đứng vào đây, bất kể trời đông hay hè, bạn đều có một tấm hình đảm bảo chất lượng. 4. Cây thốt nốt hình trái tim, An Giang. Thốt nốt là một loại cây đặc trưng của vùng đất An Giang với hình dáng bên ngoài giống cây dừa và lá cọ. Cây thốt nốt hình trái tim tọa lạc tại Tri Tôn, An Giang. Hình ảnh trái tim từ cây thốt nốt khiến nhiều người thích thú, thu hút nhiều bạn trẻ du lịch đến đây đều không thể bỏ lỡ cơ hội sống ảo với loại cây này. 5. Cây châm hồ Xoài Trách, An Giang. Sau cơn sốt của thốt nốt trái tim thì đất An Giang lại một lần nữa mang đến cho dân du lịch một địa điểm check-in mới toanh mà không kém phần xịn sò. Cây châm cô đơn hồ Xoài Trách nằm dưới chân đồi Tà Pạ, xung quanh là không gian xanh tươi của đồng ruộng, trồng rất lãng mạn. Đặc biệt với hình dáng độc lạ, cộng hưởng cùng phong nền, mang vẻ đẹp của thiên nhiên, nơi đây là địa điểm được du khách săn đón rất nhiều. 6. Cây Cô Đơn Hải Đăng núi nhỏ, Vũng Tàu. Ngọn hải đăng của thành phố biển Vũng Tàu bấy lâu nay đã là chốn ghé thăm của nhiều bạn trẻ. Đến với nơi đây, bạn không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc xanh mát của biển mà còn tậu về cho mình rất nhiều bức ảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt, ngay trong khuôn viên của ngọn hải đăng có khá nhiều loại cây như sứ, bồ kết, có dáng đứng khẳng khiu. Bởi vậy, khi đến đây đừng quên sống ảo với dáng cây cô đơn này bạn nhé. 7. Cây cô đơn Hồ Đô Ta Camping, Vũng Tàu. Hồ Đô Ta Camping hay còn được gọi với cái tên mộc mạc là Hồ Đô Ta, là khu du lịch sinh thái với một phần đất thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Hình ảnh cây cô đơn giữa mênh mông trời biển và bãi cát trắng mịn đã làm nao lòng rất nhiều du khách khi đến đây. 8. Cây cô đơn đèo Hải Vân, Đà Nẵng, Huế. Giữa khung cảnh đường đèo quanh co uốn lượn, bên này là núi cao, bên kia là biển rộng. Khi lên đến đoạn gần giữa đèo, bạn sẽ thấy một cây thông cô đơn. Cây thông đứng lẻ loi bên đường, cành lá khẳng khiu, trông như những cánh tay dang rộng lên bầu trời. Hình ảnh đầy nghệ thuật bên cây thông cô đơn tại cung đường Đà Nẵng Huế đã và đang làm trao đảo bà tín đồ thích sâu deep. 9. Cây cô đơn Đầm Lập An, Huế. Đầm Lập An nằm dưới chân đèo Phú Gia, gần trục đường quốc lộ 1A, tuyến đường tránh để dẫn xe vào đầm Hải Vân. Đoạn qua thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, nhành cây cô đơn và chiếc bè sống ảo, tiểu cảnh đơn sơ vậy mà mê hoặc biết bao người đến đây với những bức ảnh lung linh để đời. Nhành cây khô thì đã sao, lên ảnh thì thần thái mới là quan trọng nhất. Trên đây là chia sẻ của chúng mình về nhật ký cắm trại tại cây thông cô đơn Đà Lạt chỉ với 500.000. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy video của bọn mình hay và bổ ích thì nhớ nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.